Câu chuyện ba cô tiên. Ngày xưa có một cậu bé đã lên 6 tuổi rồi mà vẫn bé tí ti. Bé chỉ bằng ngón tay cái mọi người thôi, cho nên ai cũng gọi là cậu bé tí hon. Nhà bé tí hon nghèo lắm, phải làm vất vả mà vẫn không có cơm ăn cho đủ no, áo mặc cho đủ ấm. Tí hon rất thương bố mẹ, chỉ muốn đi làm để giúp đỡ bố mẹ thôi. Một hôm, tí hon nói với bố mẹ để tí hon chăn trâu thay cho bố mẹ. Lúc đầu, bố mẹ thấy tí hon còn bé, còn đàn trâu thì to, nên thương tí hon không cho đi. Nhưng tí hon cứ năn nỉ mãi, cuối cùng bố mẹ phải cho đi. Tí hon chăn trâu cẩn thận lắm, không để cho trâu ăn lúa, ăn ngô, mà con nào con nấy cũng no căng cả bụng, cả làng ai cũng khen. Một hôm, đồng làng hết cỏ, tí hon phải đưa trâu lên núi. Bỗng nhiên, thấy một bông hoa hồng to bằng cái nón nở trên một cành cây. Đợi cho trâu đến gần cây ấy, tí hon chui ở tai trâu ra, khẽ truyền sang cây và leo vào giữa bông hoa. Tí hon thấy, ồ, thích quá! Ba cô tiên cũng bé tí tẹo như tí hon. Một cô áo xanh, một cô áo đỏ và một cô áo vàng. Các cô thấy tí hon thì vui mừng chào hỏi, rồi đi lấy bánh kẹo cho tí hon ăn. Tí hon không ăn mà bỏ bánh kẹo vào túi. Thấy vậy, ba cô tiên liền hỏi, sao tí hon không ăn? Tôi đem về cho bố mẹ tôi ăn. Bố mẹ tôi nghèo lắm, tôi thương bố mẹ tôi lắm. Ba cô tiên cùng nói, tí hon cứ ăn đi, ăn xong chúng tôi sẽ giúp. Lát sau, ba cô tiên cùng tí hon bước ra khỏi nhà hoa hồng, dắt nhau leo lên ngồi cả trên sừng trâu đi về làng. Về đến nơi, thấy nhà tí hon nghèo quá, vườn ruộng không có, gian nhà đổ nát. Ba cô tiên bảo tí hon đi tìm bố mẹ về. Tí hon đi khỏi, cô tiên áo đỏ vẽ một cái nhà xinh đẹp. Cô tiên áo vàng vẽ một đám ruộng to có lúa chín vàng. Cô tiên áo xanh vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa vẽ xong thì tất cả hóa thành nhà thật, ruộng lúa thật và quần áo thật. Vừa lúc ấy, tí hon và bố mẹ về đến nơi. Ồ, nhà ai đẹp thế? Ôi, ruộng của ai tốt quá vậy? Quần áo của ai nhiều thế? Ba cô tiên ở trong nhà bước ra chào bố mẹ của tí hon và nói, chúng cháu làm giúp cho hai bác và tí hon đấy. Từ nay hai bác không nghèo nữa, có ruộng cày, có nhà ở, có quần áo mặc. Rồi cô tiên áo xanh lại cho tí hon một chiếc áo. Mặc áo vào là lớn bổng lên. Bố tí hon mừng quá, quay lại định cảm ơn thì ba cô tiên đã biến thành ba con bồ câu trắng bay vút lên mây. Từ đấy không ai trông thấy ba cô tiên đâu nữa. Còn tí hon lúc này rất to lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, khéo léo, chẳng kém gì ba cô tiên hoa hồng. Các con ơi, các con thấy không? Một cậu bé chỉ bé tí bằng ngón tay cái của mình thôi, nhưng lại rất chăm chỉ và hiếu thảo với cha mẹ, nên đã được các cô tiên hết lòng giúp đỡ đấy các con.